Nói chung sẽ bán vậy. Rồi rồi rồi, không ổn rồi. Ôi, nó bắn ông đô đốc luôn. Rồi. Ấy ra rồi anh em ơi. Ui ui, cảnh cảm động, cảnh cảm động nhất. Ha ha, ai đã được giải cứu. Ôi ngon ngon, ai đang nhiều cái hứa rồi anh em ơi. Ai, tuyệt vời. Tuyệt vời còn gì nữa. Ok. Đây. Xin chào mọi người, chào người đã quay trở lại kênh HBK Gaming của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục tựa game One Beat First T-Bad. Thì vừa rồi chính thức đã ra mắt râu đen rồi mọi người. Đây, mình đang sở hữu râu đen đây. Và râu đen đã đến trận chiến Manifold và nói: ta đến đây để kết thúc cuộc chiến này. À, đây là trong game nói nha. Còn thực tế là tóc đỏ tới và ngăn chặn kết thúc cuộc chiến nha mọi người. Hay, thì game vừa rồi cập nhật râu đen ha, cũng như đã cập nhật thêm bản đồ mới, là cập nhật thêm cốt truyện trong game nè. Đây, anh em bấm vào nút này nó sẽ bắt đầu làm cái cốt truyện. Anh em nào mà chưa xem phần 2 của mình ha, phần 1, phần 2 trận chiến Manifold trong game One Piece First Blood này á, thì có thể xem lại nha. Wow, ui. Đây, rồi biết cốt truyện phần 3 tiếp theo là như thế này, anh em có thể xem. Lúc này bố già đang bị trọng thương do thằng này phản bội nè. Đấy, nhưng mà bố già đang nói tâm sự mỏng tí gì đó, thì này nó cũng đậy, cũng động lòng và không phản bội nữa. Nhớ vậy á, cứ coi lâu quá, tại cái trận chiến Manifold này lâu lắm rồi anh em. À, rồi nó chuẩn bị sửa chạm ấy rồi em ơi, em mới thấy gì chưa? Em sửa chạm ấy rồi, giờ đang bàn tính, ba thanh niên này đang bàn tính, giờ làm sao để giải cứu ai ra, làm sao ta. Rồi đánh lộn luôn. Rồi, thì anh em lên level khoảng 100 là bắt đầu level 100 nha, nhân vật anh em nhớ nha, level 100 là anh em có thể bắt đầu tới cốt truyện trận chiến Manifold này. Wow, bố già ra tay rồi anh em ơi, bố già xuất chiêu. Đúng theo cốt truyện là bố già. Ui, ghê vậy. Gì mấy anh lính mà mấy anh bắn em ghê vậy. Rồi, đúng theo cốt truyện là lúc này bố già ra tay nè. Trong phần 2 thì Luffy đã xuất hiện rồi nha mọi người. Đấy, trong phần 2 Luffy đã xuất hiện rồi. Còn bây giờ phần 3 thì bắt đầu bố già ra tay đánh nhau nè. Luffy thì bắt đầu đang chạy vào giải cứu ai. Đấy. Ôi trời. Game này thì cái cốt truyện chính nó cũng nó sẽ đi theo trên phim luôn nha mọi người. Không biết khi nào trên game này nó tới trận chiến trên Wano World hả? Wano World đánh ở Kaido á. Chà, cái đó chắc định. Rồi, đây lúc này chỗ băng bên băng nhóm Luffy nè. Đấy, bây giờ chung bê người cá này. Rồi, ba thiên niên làm gì đây? Rồi, đây là chắc mình nghĩ là cái phần 3 này sẽ không biết kết thúc chưa. Không biết kết thúc trận chiến Manifold này chưa, hay là đợi tới phần 4 luôn mọi người. Mọi người cùng đón xem nha. Đây là một trận chiến khá là lịch sử, rất là hay luôn. Nên mọi người cùng đón xem, đừng bỏ qua video này nha. Ok, ui. Trâu đen tới, ủa phải phải. Làm tưởng trâu đen tới, chưa. Bố khung cảnh này bố già đi mất tiêu rồi. Đây. Ok, bố già đi xuống tới đây rồi anh em, xuống dưới rồi. Bố già đi tới, đây, chim bê với bộ hàng cóc. Đây, bố già đã sử dụng chiêu bóp ngát không khí rồi. Wow, rồi, bộ ba thất bộ hải. Kizanu, chó đỏ ở giữa. Đây. Akainu chứ lộn. Hộn anh em. Kizaru nu là chó vàng ánh sáng đó. Đây, này là Akainu nè. Và thằng thập dung nham nha anh em. Sử dụng dung nham và thằng này đã giết ai nè mọi người. Hồi xưa coi trận này cảm động khóc rơi nước mắt mấy ngày mấy đêm luôn. 6 ngày 6 đêm chưa nín luôn. Ba mẹ kêu nín cũng không nín luôn. Ôi, nham thạch nó rớt đi, trời ơi, rồi, Luffy lúc này sắp, ôi, mình sắp tiếp cận tới, ôi, đó, sắp, à, mình phải né, ây, chà, né dùng nam của thằng chó đỏ này, né, chạy, à, cái trận này là bắt đầu nó sẽ giống theo cốt truyện nè anh em, Luffy chạy lên vô, tới chỗ ai để giải cứu nè, trong game này nó làm theo đúng cốt truyện luôn anh em né nha, ây, chà, cái gì vậy, sao mình dở vậy ta, anh em phải, cái nào mà vùng đỏ là anh em né ra nha. À, vùng đỏ này ra, ê đó, ôi vùng đỏ này ra, ui tới đây, vô với yeah. Đó, giải cứu ai thôi anh em ơi, à, ông nội Luffy đứng cạnh bên kìa, chắc buồn lắm, đây, chắc có khi nào tập này sẽ là ai bị hy sinh không anh em,
anh em chuẩn bị tâm lý nha. Coi hết video để xem tới cuối có xem thử có bị sốc không nha. Ui, gì mà nằm rồi. Rồi, Luffy nằm rồi. À, tỉnh rồi, chưa nằm nha. Chưa nằm, vẫn còn anh, vẫn còn tỉnh. Chưa sử dụng Haki mà. Thì bắt đầu sau cái cốt truyện này luôn. Thì về phần sau thì sẽ bắt đầu ra mắt các nhân vật. Sẽ có thêm Haki nha anh em. Bọc Haki đánh nữa. Đỉnh chưa? Đấy, sẽ đầu bắt đầu ra những tướng SS có bọc Haki nữa. Đấy. Thì game này anh em chơi lâu dài, anh em cày từ từ chơi lâu dài sau này rất là hay luôn. Rồi tiếp tục cuộc nói chuyện gì đây? Lúc này thì vẫn còn đang cứu. Vẫn đang cứu ai mà. Khi mà bắt đầu giải cứu ai xong á, bắt đầu đánh với Akainu á, Thập Nam á. Thì lúc đó mới bắt đầu đu. Cho ai tới rồi? Đâu? Wow! Dơ thật rồi. Lúc này Luffy đối đầu với ba đô đốc luôn nè. Đỉnh. Rồi. Chà. Rồi. Chà, chạy. Chơi luôn. Đây là mình đang chơi là Luffy SS. Gen 2 thôi nha, Gen 2. Ôi. Rồi, xong. Kizaru hả? Kizaru. Rồi. Hi. Rồi. Khi mà em bật Gen 2 lên thì ôi, vậy đang đánh ngon lành mà. Rồi có khi nào nó chém đầu rồi không? Không. Thấy đừng. Rồi Luffy nó gào kìa mọi người. Rồi. Đó, lúc anh em vừa dò gì không? Luffy nó la lên là nó học Haki Bá Vương đó, là mấy thằng lính đồ ngất xỉu hết. Đồ hai anh em chuẩn bị đánh nhau nữa. Đó, chuẩn bị ra thằng tướng này nè. Thằng tướng Tơ nè, quên tên rồi. Quên tên anh em, anh em bình luận với mình giúp tên thanh niên Tơ đó là gì quên rồi. À, Thác Phủ Hải đấy. Quên tên, tự nhiên quên đột xuất luôn, kỳ cục. Chuẩn bị ra tướng đó nữa nha anh em. Đỉnh. Nói chung sau trận chiến Vanford này sẽ ra rất là nhiều tướng xịn sò nha anh em. Anh em làm sao mà tích vé đi. Chứ không là bỏ qua cơ hội quay và tham gia sự kiện đó là ui. Wow. Đây tướng đầy đủ luôn nè anh em ơi. Những tướng đỉnh không nè đang đứng nè. Hello. Đây mở thêm map mới rồi. À, mở thêm map mới anh em. Thêm map mới đó. Đấy. Ok, em sẽ làm hết cái nhiệm vụ đợt này luôn sự. Ồ, cái này thì đánh rồi. Cái này được chọn tướng đánh ha. Này là được chọn tướng đánh, không cần phải đánh theo cốt truyện giống nãy. Mình sẽ chọn rau đen luôn. Rau đen mới ra. À, mình sẽ chọn ai luôn. Ai 3S nha. Ừ. Sao cho nó giống trên phim tí. Ai với ai. Đây, ghê chưa. Ai 3S nha nè em. Tướng hiếm. Anh em nào có ai 3S chưa? Rồi, mình hút. Tạo không khí hút luôn nè. Ôi, quá mạnh. Rồi. Ủa, con à? Ủa, xong rồi. Hai. Này lướt. Rồi, bắn. Chướng. Chạy đâu? Ok, tiếp tục đây thôi. À, wow, người băng bao óc. Đô đốc. Băng đấu với lửa à? Đang đấu lửa nào hơn, mạnh hơn? Ôi, gì vậy? Cốt truyện thì Luffy đánh nha. Do mình thì cái này nó cho mình chọn tướng nên mình sử dụng ai. Còn cốt truyện là Luffy đánh thì Luffy bị nó quýnh rồi. À, Luffy chuẩn bị băng nó giết á. Thì Macro với giải cứu nha. Đù, tới rồi, tới gần rồi kìa. Ai lúc. Lúc này mà Luffy sắp bị hy sinh thì nhờ Macro tới cứu. Hai. Game này nó làm xét theo cốt truyện luôn. Rất là đỉnh. Rồi không biết cốt truyện này nó tới không đây. Không biết cho trong cái tập này nó cho hết trận chiến Manifest không. Hay là nó tiếp tục đợi tới phần tiếp theo rồi. Ôi, bố già nữa. Đánh lấy với bố già nữa à. Ok. Này chắc bố già tiếp tục xuất chiêu rồi. Bà bỏ qua nhanh đi. Đánh nhanh. Chào. Ok.
Ok, mất dòng lửa, anh em bấm lại chiêu 3 là sẽ mất dòng lửa nha. Gió, rồi đầu đen luôn đây. Ê, ê, đứa cục nha, đứa cục. Rồi hút vô nè, ui hút hút hút, giả bạch tay, cha, hút được, đứa cục. Đấy, ok. Tạo hố đen lớn nè, hút vô, ui, xa quá, hố đen của mình hơi xa nè. Ui, bắn súng không trúng ai hết vậy? Một đứa một cục nha, đứa một cục nha, đứa một cục ok, quá nhanh. Đấy, anh em ráng cày lên level 100 thì nó sẽ có sự kiện cốt truyện tới trận chiến Manfrost này ha, rất là hay. Em ráng cày lên level đi. Ok, tiếp tục đi đâu đây? Áp sát chưa? Chưa tới phần giải cứu ai mà anh em. À đây, vẫn còn đánh nữa ha. Đánh đây nhiều quá ta. Mình đã làm hai phần trước rồi mà vẫn chưa kết thúc trận chiến Manifold. Hôm nay phần thứ ba rồi. Không biết phần thứ ba có kết thúc chưa. Không, mình nghĩ chắc tới phần 4 luôn á. Kìa, này em sẽ tiếp tục chọn rau đen đi, đánh rau đen tại tướng mới anh em à, rau đen tướng mới nên mình cũng đánh nhiều để trải nghiệm cho anh em xem luôn, hẳn em thích thì quay nha. Chô chô bắn 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 rồi đây, chô 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 ui chô chào bắn này, chô chào bắn này, chô chào bắn, chào máy này cũng trâu ha, càng về sau máy này càng trâu này anh em. Ôi ôi ôi, cái Yaru ra anh em ơi, cái Yaru thằng ánh sáng ra. Đồ đốc ra rồi anh em ơi. Ổn ổn rồi, đồ đốc ra. Đồ đốc ra thì cũng tôi sử dụng chiêu cuối luôn. Đồ đốc ra thì tôi sử dụng chiêu cuối luôn. Hút 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 vô té kìa. Ê, đừng đùa với anh, đừng đùa với anh, sẽ bấm nhanh luôn. Ôi, sao sao nó trâu như vậy? Đâu mất không mất máu luôn kìa. Không mất máu luôn. Là cái trận này sao ta? À, trận này anh em cứ cầm cự không để hy sinh thôi à, thì ra là vậy. Ok, giờ cái này anh em đánh không lại đâu, cái này nó bắt anh em là phải cầm cự không để bị hy sinh thôi. Cái Luffy lại bị bu ăn hành nữa rồi. À, ai tới cứu Macro, nãy Macro đang cứu mà ta, Macro đang đánh với à, không phải Macro đánh với thằng người băng này, bố già tới cứu, bố già tới cứu luôn, ghê ghê. Tiếp tục chạy đi Bluey. Lát hình như có phân đoạn mà Bo Hancock cứu nữa. Luffy đi tới đâu là có những người theo hỗ trợ tới đấy anh em. Đúng là mèo chính như vậy á. Mèo chính. Ôi, vẫn còn, vẫn còn. Tiếp tục. Ây chà, đi đi vô map mới rồi, vô map mới nữa anh em ơi. Thêm map mới rồi. Chà, cái trận này chắc hơi lâu anh em à. Đây, Macro. Ủa Macro nãy thấy đánh với đồ đốc băng mà. Rồi gì nữa bao sao vậy? Gì Macro? Wow, mấy lính chém ai đánh nữa rồi. Ok. Này tiếp tục mình sử dụng gì ta? Rau đen đi ha. Rau đen đánh tiếp. Đu đu. Gì à đây. Ui. Sao hai cha con đánh nhau luôn, thôi chơi luôn em, hai cha con đánh nhau. Mà lộn, hai ông nội, ông nội đánh cháu giá quên, ông nội sao đánh cháu rồi, giết giết con rồi. Ủa ông nội yếu vậy? Đánh ông nội hy sinh luôn rồi, sorry nha, sorry ông nội ráp nha. Rồi quá tuyệt vời, hay không em, thấy cốt truyện hay không? Cốt truyện hay thì cho một like, chia sẻ video giúp mình liền. Rồi lúc này ai ai đau khổ, tôi con đã làm hại mọi người rồi, hãy giết con đi, đừng có làm vậy nữa, mọi người hãy về đi. Đây đó là câu nói của ai đấy, đây là ai lúc nhỏ nè. Trời ơi, nói cái gì đó mình cũng không hiểu nữa, đang nhớ lại thôi, chung nhớ lại quá khứ này kia thôi. Mình sẽ bấm qua nhanh luôn đi, mấy phần đó thì anh em cũng không cần quan tâm đâu, anh em có thể lên
kênh YouTube em gõ tập này coi ha. Còn chiến Manifold là sẽ rất là nhiều tập. Nữa đâu. À, Canu ra rồi nè em ơi. Thằng Thạch Nham ra rồi. Dung Nham ra rồi. Đây, 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 bố già luôn nha. Bố già đánh với Akenu. Đây, chắc lúc này bố già hy sinh quá. Chưa, chưa. Như lúc này bố già chỉ bị thủng lỗ nè. Đỡ ghê chưa. Rồi, to, một phát. Tôi mạnh lắm em ơi. Tôi nâng cấp sức mạnh, mạnh lắm. Mày không đánh lại đâu. Nhưng mà nó hơi trâu nè mà. Mình đánh nãy giờ mà nó có mất cơm miếng máu à. Mà máu mình... Mình đánh, ủa, mình đánh mà mình mất máu kìa nè em, thấy không? Mình quánh quá trời mà nó mất có tí mà mình tự động mất máu luôn, nó có đánh được mình đâu. Ủa gì kỳ vậy? Vậy rồi là cốt truyện nó bắt mình phải thua rồi. Nó theo cốt truyện nó bắt mình phải thua anh em à. Coi đây, bây giờ mình sẽ không đánh nữa thôi nữa để cho nó sử dụng những chiêu gì ha. Akenu cũng sắp ra mắt rồi mọi người. Sắp ra mắt rồi. Coi thử, coi thử có chiêu gì hay không. Có nhá hàng chứ không? Có nhá hàng chứ không? Ok, đã giờ đánh đâu lại đâu. Trên phim nãy vậy á. Quái lắm, già rồi, bố già rồi, đánh đâu lại đâu. Rồi, Macro tới giải cứu hay gì? Rồi, Macro bị thằng Kizaru nó. Rồi, người băng thì nhờ đội trưởng đội 3. Rồi, 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 toàn, ngay chỗ đây bị thủng lỗ nè. Rồi, xong. Quá buồn. Bố già già rồi anh em, tại bố già già rồi yếu chứ không là Akenu tuổi. Rồi, thằng Luffy lại nằm nữa anh em. Nằm hoài ta. Đứng dậy nào, mình là một chàng trai mạnh mẽ, đứng dậy đi nào. Mạnh mẽ, mạnh lên lên. Mạnh mẽ lên. Gì vậy, la gì vậy? Rồi đánh nữa hả? Phần cốt truyện chính này hơi lâu anh em. Anh em thôi cố gắng coi hết video này tại rất là hay. Nói chung cái cốt truyện này rất hay. Anh em có thể xem để tham khảo sau này anh em bắt làm luôn nha chứ. Anh em chơi tới lên bắt đầu lên level 100 là bắt đầu tới cái cốt truyện này rồi. Thì anh em cũng coi để tham khảo đến cách làm nhiệm vụ luôn. Ủa lộn, hai này thì nó mô phỏng không cho đánh. Đây, Luffy Gen 2 nha anh em. Cũng mạnh lắm đấy. Ui, ui, đây, anh em có thể sử dụng này, phóng to tay lên, chui, cho nó quăng bơm, ui, ui, chạy, 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 chạy. Nhưng mà khi anh em phóng lên thì nó sẽ biến thành người nhỏ xí như thế này. Đấy, ui, hơn, ui, ôi, ok. Tiếp tục đi đâu đây, qua đây. Ok, ui, ui, ha, cha, 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 cha. Ui, sao lại hay đánh luôn rồi, đánh luôn. Oh, oh, sao đánh với nhau rồi, giận đánh nhau luôn. Xưa hai anh em hương nhau mà giờ đánh nhau luôn rồi luôn. Cho một đấm quá thôi, chạy ra đi, chạy ra đi. Đồ đánh, sao đánh lại, sao đánh lại hả? Thôi, đây, anh em thấy không, trải nghiệm Luffy Gen 2 luôn, khá là đỉnh. Cũng mạnh vậy. Đúng là một tay rap đào tạo lên nó khác liền ha. Sư khờ khạo, xấu trai bây giờ vậy thì thành công, đánh võ cũng được. Thôi, đánh hơi lâu á, đánh này hơi lâu nha, mệt rồi đó. Rồi một chiêu nữa, rồi ok baby. Ok tiếp tục. Wow, ui, rồi vẫn chưa giải cứu được ai này mà. Như lúc này bố già sử dụng chiêu cuối nè, sử dụng chiêu cuối tạo bóp không khí, bóp luôn cái manifold luôn nè. Chà, gì vậy? Gì sử chảm? Ui! Không! Rồi lúc này Luffy sử dụng hai cây bá vương nè. Đài mới là chính nè. Wow! Luffy sử dụng hai cây bá vương. Tất cả những người lính
rớt xuống liền. Bố già hết hồn liền. Wow, thằng này là mèo chính chắc luôn, phải theo nó. À, lủng lỗ rồi nè, thấy không? Nè, thấy lủng lỗ dữ không? Nhưng vẫn còn sống. À, bố già kêu lên, hãy bảo vệ thằng nhóc này, bảo vệ thằng nhóc này lẹ, bảo vệ thằng nhóc này lẹ. Ôi, đánh lộn tiếp hả? Thôi mình đổi đi. Qua Maro đi. Đó. Đây, rồi, rồi, rồi. Bây giờ cái khởi điểm mà Luffy sử dụng hai cây bắp vương luôn. Khá là đỉnh. Ui, ui, ôi, giả bạch tay nè, giả nè. Rồi. Ui, anh là vướng hoang lửa. Chú chú. Ôi, nó bị nhanh đấy nha bạn. Tại Macro mình cũng nâng cấp khá là mạnh rồi mọi người. Còn rau đen thì cũng tướng mới đây, mình chưa nâng cấp, mới nâng cấp có nửa à. Tiếp tục. Vẫn còn em ơi, cốt truyện này dài quá ta. Ôi, mắc diều hâu ra. Rồi, mắc diều hâu ra đánh với ai đây? Ui, đánh với Luffy nữa. À, à không sao sao. Mr. không, Mr. không ra ngăn lại. Ôi, gì vừa quýnh cái xỉu không nổi. À, không có, mắc diều hâu với CB không. Lộn 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 lộn. Người cát ha. Cũng Mr. không đấy mọi người. Thằng nãy là Mr. One. Mr. khô không? Đây, ủa? Nó tưởng mình nó... Ôi! Ây! Cốt truyện thì nó đánh với người cát thôi, nhưng mà trong game thì nó cho mình sử dụng tướng bất kỳ, tướng gì cũng được. Vô! Xoay, xoay, xoay! Cùng lâu quá, mình quên tên nhân vật hết nè. Lâu quá! Trời, trời! Nó cho mình sử dụng tướng của mình thì tướng mình thì nó má mạnh nên đánh rất là nhanh nha. À, còn nó mà theo sát cốt truyện thì nó bắt mình sử dụng đúng theo những nhân vật trong cốt truyện á, thì nó đánh thì hơi lâu tí. Ok, tiếp tục, vẫn còn luôn. Ai à, đù đánh với Kuma nữa, tết quân đoàn Kuma, quân bà băng đoàn khi mà quân đội quân Kuma ra thì Bo Hancock tới giải cứu ha. Đây, đây. Đúng theo cốt truyện luôn, không sai cái gì luôn. Nên mình sẽ chọn Bo Hancock đánh luôn, cho nó đúng theo cốt truyện luôn. À, lúc này Bo Hancock thì ngăn chặn lại ha. Lúc này sử dụng cái chiêu mà nụ hôn thần chết, thường nôn gì đó, làm mê hoặc tất cả lính này. Đây, ok. Kuma ơi là Kuma, đóng băng ha. Hiện tại Bo Hancock cũng đánh rất dữ nha. Nhiều mọi nhiều người săn Bo Hancock lắm á. Bo Hancock rất là mạnh nha mọi người, đừng đùa. Đánh hạng, đánh ải cũng đều ngon nha. Rồi, một mình con ba luôn. Wow, quá nhanh, quá nguy hiểm. Nên thấy Bo Hancock giờ tướng, nói chung tướng SS nào cũng ngon hết em. Quan trọng em biết đánh hay không thôi. Kìa, ui vẫn còn luôn em. Dụng cụ có gì này dài vãi. Ai, à, tới Ráp. Tới đánh với Ráp nữa rồi. Như sắp giải cứu được ai chưa ta. Ui, cắt à, cắt này nó cắt. Đó, đấy, sắp tới rồi. Ui, Ráp, trời ơi, sao lại ông nội tránh ra đi. Ông này kêu mày, con về đi, cháu về đi. Đừng tới đây nữa, một người hy sinh là đủ rồi. Đánh luôn, rồi, hai ông cháu đánh nhau, trời ơi, khúc này chắc cảm động. Ui đù, Ráp về đò chứ dễ gì Ráp để Luffy đánh. Rồi, cứu được ai rồi anh em ơi. Này nó biến thành Phật tổ rồi. Rồi không ổn rồi. Nó đập một cái. Ơi văng. Trời ơi văng luôn. Rớt luôn rồi. Rồi không ổn rồi. Ai tới cứu Luffy bạn ơi. Ui. Mình tự cứu mình à. Ào. À. Tôi sẽ đánh ông nét luôn. Ông ỉ, ông to xác nè. Ông to xác nhưng ông chậm lắm. Ông to nhưng ông chậm làm gì nhanh bằng tôi. Luffy Gen 2 cơ động rất là cao nha mọi người. Nếu anh em thích dạng cơ động tốc độ thì anh em dùng Luffy Gen 2 là quá hợp lý. Tướng NS nha. Cho. Ôi. Ê.
thấy nó chạy, nó đập chón. Ui ui, né. Ồ, không cho tôi đánh à. Sợ đánh hy sinh. Ui, đồ phi lại lên nữa rồi. Gì nữa? Hồi này tới đâu rồi, đi theo tôi hoài vậy thấy. Rồi rồi, không ổn rồi. Ghê rồi. Ui, ghê chưa. Ôi chui, sao bắn vậy? Rồi, không ổn rồi. Ui, nó bắn ông đô đốc luôn. Rồi. Ây ra rồi anh em ơi. Ui ui, cảnh cảm động, cảnh cảm động nhất. Ha ha, ai đã được giải cứu. Ui, ngon, ai đã được giải cứu rồi anh em ơi. Ai, tuyệt vời. Tuyệt vời, còn gì nữa? Ok. Đây, Mr. 3 giả thằng chém đầu á. Xong nó tạo ra cái chìa khóa mở khóa còng cho ai luôn. Đấy. Nói chung cái băng bên Mr. 0123 là những người tốt không, sau này là những người tốt giúp Chu Phi rất là nhiều. Ai. Rồi hết mọi người ơi. Hết rồi. Vậy là tiếp tục phần 3. Tới cái phần cảnh cứu được ai thì hết nha. Rồi tiếp tục đợi tháng sau nha mọi người. Tiếp tục đợi tháng sau ra trận chiến mình với phần 4 trong game One Big Fat T-Bat. Mọi người đón xem nha. Nhớ đăng ký kênh mình để xem tiếp tục phần 4. Wow. Trên cái bản đồ này toàn là tướng xịn không anh em ơi. Đây. Wow, coi này. Đây, đi qua tước qua những tướng xịn không. Ôi, tuyệt vời. Ok, thì thật mình sẽ kết thúc video này tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ like, chia sẻ video giúp mình như đăng ký kênh để xem những video mới tiếp theo. Bye bye, cảm ơn mọi người.